khi con về tình yêu chan chứa, đón tay nhau bước trong ân tình, vì con người sống trong hòa bình. Hãy đến, Chúa kêu gọi con đi về Ngài, về Ngài ban lòng ân chan chứa. Xin vâng, vâng con về theo tiếng Ngài gọi, vào tình thương chứa chan muôn đời. Hiệp ý trong thánh lễ, chúng ta tạ ơn Chúa Đức Mẹ, xin ơn bình an, cầu cho một người được bệnh được gặp thầy gặp thuốc, và cầu cho linh hồn Gioan Bautista, cầu cho các linh hồn và linh hồn ông bà tổ tiên. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng anh chị em. Anh chị em, hôm nay chúng ta bắt đầu tháng Thánh Tâm Chúa Giêsu, và chúng ta cũng mừng kính Chúa Thánh Thần trong ngày thứ ba hàng tuần. Tất cả những tên, những danh mà chúng ta vừa sướng đều nói lên tình yêu của Thiên Chúa. Thánh Thần là tình yêu đứng nối kết Chúa Cha và Chúa Con để trở thành trọn đầy cho đến nỗi như một ngôi vị. Và nơi Chúa Con, Thánh Tâm của Người biểu lộ một cách sâu sắc tình yêu của Thiên Chúa cho tất cả chúng ta, cho cả trần thế. Vậy giờ đây, trước khi dâng thánh lễ cũng chính là dâng hy tế tình yêu ấy, xin cho tất cả chúng ta cũng được đón nhận tình yêu của Chúa. Và hơn thế, chúng ta phải biết chia sẻ chính đời sống của mình như bằng chứng của tình yêu mà mình được lãnh nhận. Vậy chúng ta ăn năn thống hối, nhất là xin lỗi Chúa và xin lỗi nhau về những lần chúng ta chưa đáp lại chính tình yêu Chúa dành cho mình, còn nghi kỵ, còn đố kỵ anh chị em. Ta xin Chúa tha thứ. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trong đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước và Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã ban cho Thánh Giustino tử đạo ơn hiểu biết sâu xa về Đức Kitô nhờ suy tưởng mầu nhiệm thập giá mà thế gian coi là điên dại. Nhờ lời thánh nhân cầu thay nguyện giúp, xin cho chúng con thoát khỏi mọi tư tưởng sai lầm và cương quyết giữ vững niềm tin. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa,
là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Bài trích sách Tô-bi-a xảy ra trong một ngày nọ, Tô-bi-a đi chôn cất, chôn xác mệt nhọc trở về nhà. Ông liền nằm ngủ bên vách tường, thì phân nóng chim én từ trời từ tổ rơi xuống mắt ông, khiến ông bị mù. Chúa cho phép ông chịu thử thách như thế để nêu gương nhẫn nại cho hậu thế như Thánh Gióp xưa. Vì từ lúc còn bé, ông có lòng kính sợ Thiên Chúa và tuân giữ giới răn của Người. Tuy bị mù lòa, ông cũng không phiền trách Thiên Chúa. Trái lại, ông vẫn một lòng kính sợ Thiên Chúa và tạ ơn Người hằng ngày trong đời ông. Vả các vua xưa nhạo báng Thánh Gióp thế nào, thì nay bà con họ hàng cũng chê cười đời sống của ông mà rằng: hy vọng của ông ở đâu? Ông làm phúc và chôn xác được ích gì? Nhưng Tô-bi-a của trách họ rằng: các ngươi đừng nói vậy, vì chúng ta là con cái các thánh. Chúng ta trông đợi cuộc sống mà Thiên Chúa sẽ ban cho những ai không bao giờ thay đổi lòng tin vào Người. Còn bà vợ của ông là Anna hằng ngày đi dệt vải, hễ kiếm được gì bởi tay mình làm để nuôi thân, bà đem về. Bởi đó, có lần bà nhận được một con dê đem về nhà. Khi ông chồng nghe tiếng dê be be, liền nói: coi chừng, kẻo lỡ phải của ăn trộm đó, hãy dắt đem trả cho chủ nó. Vì chúng ta không được phép dùng đến của ăn trộm. Bà vợ ông nổi giận trả lời rằng: rõ là niềm hy vọng của ông ra vô ích, và kết quả việc bố thí của ông nay đã rõ ràng. Và bà tiếp tục nói những lời như thế mà mạt xác ông. Đó là lời Chúa. Lòng người công chính vững vàng trông cậy vào Chúa. Lòng người công chính vững vàng trông cậy vào Chúa. Buông đỡ tay người tôn sợ Chúa, người hết lòng hâm mộ luật pháp của Ngài. Con cháu người sẽ hùng cường trong đất nước, thiên hạ sẽ chúc phúc cho dòng dõi hiền nhân. Lòng người công chính vững vàng trông cậy vào Chúa. Người không kinh hãi vì nghe tin buồn thảm, lòng người vững vàng trông cậy vào Chúa. Lòng người kiên nghị, người không kinh hãi, cho tới khi nhìn thấy kẻ thù phải hổ ngươi. Lòng người công chính vững vàng trông cậy vào Chúa. Người ban phát và bố thí cho những kẻ nghèo, lòng quang đại của người muôn đời còn mãi, dừng người được ngẩng lên trong vinh quang. Lòng người công chính vững vàng trông cậy vào Chúa. Alleluia, alleluia. Lời
Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Ma-cô. Lạy Chúa. Vinh danh Chúa. Khi ấy người ta sai mấy người thuộc nhóm biệt phái và đảng Hê-rô-đê đến Chúa Giêsu để lập mưu bắt lỗi người trong lời nói. Họ đến thưa người rằng: Thưa thầy, chúng tôi biết thầy là người chân thật, không vì nể ai, vì thầy chẳng xem diện mạo. Một giảng dạy đường lối Thiên Chúa cách rất ngay thẳng. Vậy chúng tôi có nên nộp thuế cho César không? Chúng tôi phải nộp hay là không? Nhưng người biết họ giả hình nên bảo rằng: Sao các ông lại thử ta? Hãy đưa ta xem một đồng tiền. Họ đưa cho người một đồng tiền và người hỏi: Hình và ký hiệu này là của ai? Họ thưa: Của César. Người liền bảo họ: Vậy thì của César hãy trả cho César, của Thiên Chúa hãy trả cho Thiên Chúa. Và họ rất đổi kinh ngạc về người. Đó là lời Chúa. Ngay đầu bài tin mừng thì Thánh Ma-cô đã cho biết là hai nhóm, nhóm biệt phái kết hợp với đảng Hê-rô-đê để đến gặp Chúa Giê-xu và không phải để học tập những giáo lý, những giáo huấn của Chúa, mà là để tìm cách bắt bẻ Chúa Giê-xu, xem người có lỗi gì trong lời nói để có thể đưa người ra mà xử lý người không. Vậy hai nhóm biệt phái và đảng Hê-rô-đê nghĩa là làm sao anh chị em? Phải nói trước rằng đây là hai nhóm thù địch nhau. Đảng Hê-rô-đê có nghĩa là thời Chúa Giê-xu, lúc bấy giờ đất nước Palestine đang rơi vào quyền đô hộ của đế quốc La Mã. Và đế quốc La Mã nó có nhiều quốc gia làm nô lệ cho nó, làm thuộc địa cho nó. Thì ở những quốc gia đó nó đặt những chánh quyền bù nhìn cho nó. Có thể nói vua Hê-rô-đê là một trong những kẻ đại diện cho chánh quyền bù nhìn ở tại các thuộc địa của đế quốc La Mã y như vậy. Nghĩa là nhóm của Hê-rô-đê là nhóm thân đế quốc, là nhóm thân ngoại bang, là nhóm thân kẻ đang chiếm đóng quốc gia mình, cho nên rất bị dân chúng ghét, và nhất là bị nhóm biệt phái. Nhóm biệt phái là nhóm giữ đạo truyền thống theo luật của Môi-se để lại, là nhóm luôn luôn tuân giữ chặt chẽ, cẩn thận từng lề luật mà Thiên Chúa đưa ra. Vậy mà hôm nay hai nhóm thù địch của nhau, một nhóm là muốn binh vực truyền thống tôn giáo và đời sống của quốc gia, của dân tộc mình, biệt phái, một nhóm ôm chân nịnh hót đế quốc để kiếm sống, là hai nhóm địch thù của nhau. Vậy mà hôm nay kết hợp với nhau để xử lý Chúa Giê-xu, để bắt bẻ Chúa Giê-xu, thì anh chị em mới thấy là Chúa Giê-xu trở thành cái gai của họ khủng khiếp dường nào. Anh chị em mới thấy là họ đang muốn rắp tâm khử Chúa Giê-xu là dường nào. Bởi bình thường những kẻ thù của nhau không đi chung trên con đường, nhưng giờ đây hai kẻ thù của nhau lại hùng hạp nhau, lại đồng tâm quyết trí với nhau loại trừ một con người, thì
thì con người ấy đối với họ là khủng khiếp dường nào, ảnh hưởng của Ngài trở thành một ảnh hưởng đáng lo cho họ, họ rất sợ hãi là dường nào. Cho nên chúng ta mới thấy Chúa Giêsu trở thành đấng, cứ nói theo bình diện của con người thôi, trở thành đấng mà con người hết sức lo lắng nếu không tin vào Ngài. Nhưng đối với dân chúng, đối với những kẻ hưởng nhờ ân huệ Thiên Chúa, hưởng nhờ những phép lạ, những ân huệ, hưởng nhờ lời giáo huấn của Chúa, thì dân chúng cứ vô tư, sao đâu, cứ đến với Chúa và cứ theo Chúa nườm nượp. Nghĩa là những ai có lòng tin được nơi Chúa tất cả những điều cần thiết cho đời sống của mình, nhất là tin mừng của Chúa là tin mừng cho người nghèo, những con người thấp cổ bé miệng. Nghèo ở đây không chỉ là nghèo tiền, nghèo bạc đâu. Ngoài cái sự nghèo của cải tiền bạc thì nó còn nghèo đủ thứ, nghèo về nhân phẩm, nghèo về giá trị, nghèo về tư chất, tư cách, nghèo về lý trí, nghèo về tri thức, vân vân. Tất cả những cái nghèo đó được coi như trở thành một đám quần chúng, không ai săn sóc, không ai lo lắng. Đến nỗi nhiều lần các thánh sử cho thấy Chúa Giêsu nhìn ra và thấy một đám dân chúng bơ vơ thì người động lòng thương. Biết bao nhiêu lần Thánh Kinh cho biết điều ấy. Vậy mà con người thành công trước mặt dân chúng lại làm cho những kẻ thù địch của nhau sợ hãi. Đặc biệt hôm nay họ đưa cho Chúa Giêsu trong cái cách thử của họ để bắt bẻ Chúa là đồng tiền. Có phải nộp cho ngoại bang không? Có phải nộp cho đế quốc Roma, nộp thuế cho đế quốc Roma không? Chúa Giêsu đã muốn nhân cơ hội này để nói với họ không phải là đồng tiền mà là chính lòng của họ. Hãy trả cho Thiên Chúa cái gì của Thiên Chúa, hãy trả cho thế gian, đại diện là Cesare, cái gì của thế gian, cái gì của ma quỷ, cái gì của chúng nó. Lòng Thiên Chúa luôn luôn yêu con người, nhưng tình yêu ấy phải có một sự giao thoa. Nghĩa là lòng chúng ta cũng phải đáp lại cách nào thì chúng ta mới có thể gặp gỡ được. Sự giao thoa ấy là cần thiết. Để nếu lòng tôi và anh chị em có được chút nào thì tình yêu của Chúa có thể đến với chúng ta chút ấy. Nếu không, ta không có gì cả. Bởi một ngôi nhà mà đóng cửa lại thì chắc chắn ánh nắng sẽ không lọt vào, trong khi ánh nắng vẫn có đầy đủ hàng ngày cho chúng ta. Tình yêu của Chúa vẫn mênh mông, vẫn tràn đầy, vẫn cứ như xưa, vẫn không có gì thay đổi. Thiên Chúa vẫn thủy chung trong tình yêu của người đời đời. Có điều là lòng người có mở ra để đón nhận hay không. Đóng cửa lòng lại, ánh nắng ơn Chúa sẽ không lọt vào. Vì thế cho nên rất tiếc những kẻ đã từng ở bên cạnh Chúa, nghe theo giáo huấn của Chúa hằng ngày là hay lắm, vậy mà họ đứng ra chống lại Chúa của mình, chống lại đấng cứu độ mình. Đáng tiếc cho đến nỗi Chúa phải quở trách: các ngươi phải trả cho Thiên Chúa cái của Thiên Chúa, các ngươi đi với Thiên Chúa thì phải đúng mức vào đền thờ hay là làm việc thờ phượng xưng danh Thiên Chúa, thì lòng các ngươi phải thật có Thiên Chúa. Trả cho thế gian cái gì của nó là của nó, đừng có giả hình giả bộ để rồi cuối cùng lấp liếm, sống theo kiểu thế gian nhưng cứ tỏ ra mình có Thiên Chúa. Bài học đó đáng để chúng ta học tập, bài học đó đáng để mỗi người chúng ta ghi khắc. Bài học đó là bài học đáng giá đến muôn đời cho tất cả, không chỉ trừ một ai mà là tất cả mọi người xưng mình là Kitô hữu.
dâng lên chén rượu long thơ, trọn tình con dâng về nhan Chúa. Xin dâng lên tấm bánh tình tiền. Lạy Chúa, là Chúa cả trời đất, chúc tụng Chúa ra rộng ban cho chúng con bánh này được ăn màu ruộng đất và công lao của con người. Xin dâng lên Chúa để bánh này trở nên bánh trường sinh cơ chúng con. Cả trời đất chúc tụng Chúa đã rộng ban cho chúng con rượu này là sản phẩm từ với nhau và công lao con người. Xin dâng lên Chúa để rượu này trở nên của uống thiêng liêng cho chúng con. Lạy Chúa, là chúng con cũng như chúng con một con người. Xin dâng lên những ước mơ hồng, con xin dâng niềm tin ngất ngây. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, Chúa đã cho Thánh Giustino mạnh mẽ bênh vực mầu nhiệm thánh lễ này. Xin Chúa cũng ban ơn trợ giúp chúng con cử hành mầu nhiệm này cho xứng đáng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và đem ơn cứu độ cho chúng con. Vì Chúa được các thánh của Chúa dâng lời ca ngợi và những gì liên quan tới cuộc khổ nạn của các ngài đều là công trình kỳ diệu của quyền năng Chúa, là đấng ban cho các ngài được cháy lửa đức tin, thôi thúc các ngài bền đổ đến cùng và ban tặng vinh thắng trong cuộc chiến của các ngài. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, bởi đó mọi loài trên trời dưới đất hát bài ca mới thờ lạy Chúa, và cùng với toàn thể đạo binh các thiên thần, chúng con không ngừng tung hô Chúa rằng: Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng đấng ngự đến nhân danh Chúa. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình
người cầm lấy bánh tạ ơn, bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thời sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cúng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Chúng con loan truyền Chúa chiêu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, hai Đức Giám Mục Giuse và Phêrô chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa đoái thương đến các cháu thiếu nhi, nhất là những cháu đang trong thời gian nhiễm dịch, cũng như các cháu trong vùng dịch và các thiếu nhi trên khắp thế giới, cũng như các cháu thiếu nhi trong giáo xứ chúng con. Xin nhớ đến tôi tớ Chúa là Gioan Bautista mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trì đến,
Y Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin oái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tôn đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin oái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiện tri muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Lạy Chúa, con sắp rước mình vào mọi thân Chúa. Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Xin bình thánh Chúa Kitô gìn giữ con, cho con được sống muôn đời. Xin máu thánh Chúa Kitô gìn giữ con, cho con được sống muôn đời. Con hoàn toàn tin.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con vừa được bánh bởi trời nuôi dưỡng, xin cho chúng con biết nghe theo lời giáo huấn của Thánh Giustino Tử Đạo để không ngớt lời cảm tạ Chúa và những ơn lành Chúa đã thương ban. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Xin anh chị em tạm ngồi. Tôi xin thay lời cho ban truyền thông của giáo xứ xin lỗi anh chị em đang tham dự trực tuyến trong các phương tiện truyền thông như YouTube và Facebook của giáo xứ Thánh Tuân, vì sáng hôm qua do một trục trặc cho nên ban truyền thông đã không có truyền thông thánh lễ trực tuyến trên YouTube, và vì thế cho nên nhiều người bị mất lễ. Và tôi cũng ngỏ với anh chị em trong ban truyền thông, hiện tại giáo xứ chúng ta đưa những clip thánh lễ đã nhiều trên YouTube, cho nên trên trang YouTube hầu như không cần đăng ký. Thì vì cái lượng clip của chúng ta cứ mỗi ngày hai lễ là hai clip như vậy, ngoài ra còn những hoạt động khác như chầu bình thánh, như lần chuỗi vân vân cũng được đưa lên, thành ra cái số lượng của chúng ta khá nhiều. Do đó YouTube họ cũng ưu tiên có là đưa lên, thành ra người xem không cần phải đăng ký nữa, mà do nó nhiều như thế cho nên mở truyền hình lên là có thể gặp ngay. Và nhiều người trong thời gian dịch bệnh này không đến nhà thờ được, đã phải tham dự thánh lễ trực tuyến, và họ tham dự thánh lễ của chúng ta khá nhiều. Trong đó có một số lớn là giáo dân cũ của tôi. Ngày hôm qua nhiều anh chị em do không lên được trang YouTube cho nên đã mất lễ, đã gọi điện cho tôi. Vì thế ban truyền thông chú ý hơn, chúng ta làm việc một cách nghiêm túc hơn và tôn trọng những người tham dự thánh lễ từ xa. Họ hưởng nhờ một chút ơn Chúa mà từ thánh lễ do chúng ta cử hành đây, chúng ta tôn trọng họ, và chúng ta cũng tôn trọng chính việc thờ phượng của mình, một chút hy sinh một cách tận tụy hơn để nhiều người được hưởng nhờ. Một vài lời gửi đến anh chị em tham dự thánh lễ trực tuyến như vậy, và cũng là một vài lời gửi đến ban truyền thông của giáo xứ. Rất mong anh chị em cố gắng hy sinh thật nhiều để những người trong thời gian dịch bệnh có thể cùng với chúng ta đánh nhận ơn Chúa cách này cách khác. Cảm ơn anh chị em, chúng ta đứng. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Oh!